tôi niệm tới 2 giờ khuya tôi mới ngủ. Lo thân cho thân nha, không lo ai lo cho mình. Thì con mình á, nếu tu giải thoát được á, thì cứu tổ tao mình bảy đời. Mà biết thân nó làm xong không? Còn bây giờ mình lo mình tu không? Thời kỳ Phật ăn cá, may mình trồi lên được thì quý vô cùng. Mình sẽ cứu ngược lại ha. Mình lo mình, ý ông nói là mình phải lo mình. Mình lo mình, không chờ thấy con lo mình. Chứ cho nó có phước á, thì trời Phật cho nó hưởng phước thôi. Chứ không có giải thoát được. Còn con mình mà nó tu chứng quả thầy nói trong cái bài Cò Tàu Hảo đó, chừng nào chứng được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Ông thấy không? Ông tu mình ông mà giải thoát được cứu vớt tổ tông bảy đời, ông tính cho phải ít sao? Lời hăng bảy hả? Lời nhiều, lời biết nhiều. Lời quá, lời nhiều. Một mình mà cứu bảy đời là ông bà cha mẹ ông tính ra bảy đời đó nhiều lắm chứ. Nên được đức thầy mở đạo mình tu. Còn để tôi nói bác nguyện tôi là ở ngoài già hồi đó ổng giàu nhất, ổng 20.000 mẫu đất mà xuống tới nhà ông Bộ Thạnh đó, bận khăn đóng áo dài 9 giờ rồi lên cũng chắp tay thưa cụ tư cho tôi quy y. Cái thầy nói mấy ông ăn cơm nguội được không mà đòi quy y với tôi, mà không biết mấy ông bỏ cơm nguội hay sao. Câu nói Đức Phật nói mình hiểu không nổi. Có lý à, thầy nói có lý. Mấy ông cũng hiểu không nổi. Tới 11 giờ ông Ngộ Thạnh mời Đức Thầy dùng cơm, thì mấy ông cũng xuống ra dùng cơm. Mà suy nghĩ không ra. Thôi về tới ra gần Cần Thơ rồi, mấy ông biểu trở lại. Trở rồi vô tới nhà ông Ngộ Thạnh là 3 giờ Đức Thầy cũng phát bài nguyện quy y cho nào như kia, cũng bận khăn đóng áo dài rồi lại thưa cụ tư cho tôi quy y. Đức Thầy dòm rồi Đức Thầy nói, tôi nói với quý ông sớm mơi rồi, mấy ông ăn cơm nguội được không mà đòi quy y tôi. Thầy cũng không phát bài nguyện, bởi vì biết mấy ông này theo pháp. Thấy không? Bác tôi với ai mà tôi hỏi như vậy đó là không có duyên. Đó. Chắc có lẽ là con nghĩ là ý Đức Thầy nói là mấy ông này ăn cao sang quyền quý quá, bây giờ đi tu có thể ăn cực khổ theo thầy, giải dầm sương giải nắng, ăn cực ăn khổ vậy có được không? Đó, con nghĩ vậy đó. Mình không biết là Phật nói mình làm sao hiểu. Tại vì mấy ông hội đồng già quá ăn trên ở trước không à, rồi anh ăn trên trước là giàu có mà. Còn Đức Thầy thì có chi ăn nấy, đâu có đòi hỏi. Rồi vậy là rốt cuộc gọi là không có phát trong đó luôn không hả mày? Không có phát luôn. Không phát luôn. Đó, như Đức Thầy ở tại tổ đình, ở nhà ông Bộ Thạnh, ở nhà ông Trí Giỏi ở Sài Gòn. Anh em nghe coi đâu Đức Thầy ai hỏi quy y thầy cho bài nguyện hết. Có 3 ông đó là tuyệt đối thầy không cho. Ông nào? 2 lần. Ông nào ông 7? Ông Nguyễn Lực này nè. Nguyễn Lực. Ông Nguyễn Lực rồi con ổng là hội đồng Sâm. Gì hả? Hội đồng Tùng ở Cái Sơn. Gì hả? Đó. Ba ông đó tôi đều biết hết. Mà không cho luôn. Không cho. 2 lần, lần buổi 9 giờ sáng, lần 3 giờ chiều. Bởi tôi nói rồi con tôi nói, ba nói vậy con ta nghe người ta buồn. Tôi nói có chứ không phải là chuyện tôi ngày nói xưa mà. Mà này là chính ông Bảy đã chứng kiến thật sự mà. Chắc con nghĩ là Đức Thầy muốn răn dạy mấy ổng. Một điều là mình làm hội đồng mình cũng có bóc lột dân hay là mình có tham này nọ đó. Thì phải dẹp bớt cái này mới cho quy y. Ý con nghĩ gì đó. Cái tôi hồi đó còn nhỏ mà tôi để ý tôi nói vậy ác quá. Không có cho nó dây 20, cho dây lấy 10 dạ quan năm trở lại 20 dạ. Là 20 còn gì nữa mà mấy ổng là không có nhà mà lấy mà có 10 ngà 10 dạ mà đâu 20. Về vốn về lời 20. Mà cái dạ hồi đông, cái dạ bằng sắt của mình. Còn tới trả đó, đem cái gì, cái
Dạ bằng mây. Già hơn trong đó dữ. Già hơn ha. Vậy hả? Bởi vì mấy ông hành ra tội lắm. Dạ. Chắc vậy đức thầy muốn răng dạy mà ổng đó phải dẹp bớt cái này nè. Chứ dân lúc đó nghèo khổ mà mấy ổng hội đồng thì phải tính toán quá. Thời phong kiến mà, bóc lột. Bóc lột, bóc lột. Người dư biết thầy, biết mấy ông này theo tay. Dạ. Vậy hả? Rồi quy đức thầy không được mới vô chùa thỉnh cái hình Phật Thích Ca để trên lầu đó chứ. Bằng chứng vậy chứ có tu được đâu ông dạ. ơi. Dạ. Cũng có thể đức thầy biết mấy ông này tu không. Ừ, còn tham quá. Dạ, không được. Nói vậy chứ thầy, hồi xưa nghe mẫu chuyện ông Bảy mà thầy nói cái ông đó ông hỏi chứ à, bây giờ ông Tư mà nhận nhiều người quá nữa sao biết. Thầy nói chẳng những tôi biết là địa chỉ ở đâu mà chẳng những là tu là nó tu tới ngã không nữa. Dạ. Đó, thành thử ra là cái ông Nguyễn Công Hầu, ông ở Rạch Giá, ông mới đi thầy, hỏi đức thầy tu cách nào mà mau giải thoát. Dạ. Thầy mới nắm tay ông chỉ cái dòng sông, ông dòm chừng nào hết gió, hết sóng, sóng còn sóng còn gió, hai bên mé bờ lỡ đất xuống phải cặn cáo, khi nhắc hết nhau. Gió hết sóng, nước chảy chui một chiều là yên lặng. Ổng nghĩ được câu đó mà ổng tu ngộ ra ha, ngộ ra. Ông cái tâm Nguyễn mình phải an ở Rạch Giá đó. Dạ. Là giàu nhất ở Rạch Giá đó. Mà người ta biết làm gian làm phước ta mới hỏi nhờ đức thầy dạy cho phương pháp nào mà tu được mau thành đạo. Đức thầy chỉ vậy là lặng tâm chứ gì. Dạ, dạ, dạ. Ý nói lặng nếu tâm lặng tâm thì rõ ngộ đạo màu. Dạ. Đơn giản ha. Đơn giản vậy. Rồi cái câu ông nói là nếu đấy ai mà biết chữ tôi đi thật đó, tâm bình tĩnh chúng sanh như mẫu hoa tử. Không có chỗ nào mà Đức Phật không thương, mà tại mình làm hỏng trọn nên Phật không thương được. Thì đức thầy dạy đó, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, để niệm Phật mà sao lữ không động, môi không nhấp nhét, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà lỗ tai mình nghe. Tất nhiên niệm trong tâm không nói hơi thở, tại đại cũng thở như thường mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm. Không động lữ, không động nét. Đó là niệm trong tâm Đức Phật nha. Đức thầy nói ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Là mình đức thầy dạy mình phải trong tâm niệm Phật. Hôm hôm tôi niệm tới 2 giờ khuya tôi mới ngủ. Lo thân, lo thân nha. Không lo ai lo cho mình. Thì con mình á, nếu tu giải thoát được á, thì cứu tổ tao mình 7 đời. Mà biết thân nó làm xong không? Sao? Còn bây giờ mình lo mình tu. Thời kỳ Phật ăn cá. May mình trồi lên được. Thì quý vô cùng. Mình sẽ cứu ngược lại ha. À, mình lo mình, ý ông nói là mình phải lo mình. Lo mình không chờ thấy con lo mình. Chứ cho nó có phước á thì trời Phật cho nó hưởng phước thôi. Chứ không có giải thoát được. Con mình mà nó tu chứng quả thầy nói trong cái bài cò tàu hảo đó. Chừng nào chứng được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông 7 đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Ông thấy không? Ông tu mình ông mà giải thoát được cứu vớt tổ tông 7 đời, ông tính coi phải ít sao? Lời hăng 7 hả? Lời nhiều, lời biết nhiêu. Lời quá, lời nhiều. Một mình mà cứu 7 đời là ông bà cha mẹ ông tính ra 7 đời đó nhiều lắm chứ. Nhiều lắm sao ông? Bởi không có phước nào mà bằng cả phước tu. Ham quá là nghe ông nói ham quá. Ham thiệt dạ. Mà mình tu đi, tham sống sợ chết mới tu. Đó là mình là túi tham, mà tham của mình tham tốt. Tham tu, chứ không phải tham tiền, tham của. Người tu á, tôi nói tham nhất. Mấy ổng nói sao, ông nói kỳ vậy. Tôi nói tham nè, mình tu một mình được, mà đức thầy dạy đó,
cứu vớt tổ tông bảy đời phải tham nhất không? Yeah. Mà mình tham sống, sợ chết, mấy tu, cái đó là tham. Mà tham vu tốt, hai năm tốt. Tham cứu chúng sinh khỏi cái đau khổ là... Ông suy nghĩ sao mà ông cúng lại kinh tấn vậy ông bảy? Hả? Ông suy nghĩ sao mà ông cúng lại kinh tấn vậy? Thì có theo giáo lý Đức Thầy, yeah. Đức Thầy dạy, yeah. Thứ bảy chánh niệm gì mà khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, yeah. Đó thì Thầy dạy rõ trơn rồi. Bởi nhiều anh em nói học thuộc chi như ông mà. Tôi nói học chứ, đang mình biết mình giữ lấy mình, yeah. Chứ mà mấy đệ không học rồi đi đụng vô cây rớp rớp mới hay. Không, yeah. Tôi nói đệ nghe có phải không? Yeah. Bây giờ mấy đệ phải căn cứ theo như tôi hiểu đó, là bắt chánh đạo, tứ diệu đề, bắt nhẫn, rồi giữ tám điều răn cấm đó là đúng quy giới của Thầy dạy rồi. Thầy quá. Nghĩa là ông Bảy nói là mình cúng lại là mình khi cầu khi nguyện mình thành tâm, là có nghĩa là mình sau này mình cúng lại nó tinh tấn hơn. Phải thành tâm, yeah. Mình nguyện, mình dái. Ông già tôi chết năm nay 60 mấy năm, tôi mỗi mỗi thời cúng nào cúng xong tôi trở lại cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ ông bà. Bởi con tôi nói Thầy dạy rõ rồi, ba còn cầu nguyện gì nữa, rồi cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, yeah. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Con tôi nói vậy rồi ba còn cầu nguyện nữa. Ta nói con không nghe sao Đức Thầy nói đó. Ông Ngũ Kiền Liên đó, muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh nhờ tâm dạy tự bí. Thôi, tính gì rồi chú hai ơi, cứ nghe lời. Tính gì rồi? Để mình tinh tấn là mình phải cúng lại cho nó thành tâm, là tự nhiên mình thành tinh tấn. Bỏ đó thì Thầy nói đó, là nhắc cho bổn đạo biết phận sự mà làm, yeah. Chớ muốn tu á, đứng đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc. Nói Thầy dạy rõ cho nó để vậy là tứ hoài nghi không hả? Tứ hoài nghi luôn ha. Khỏi đó là bây giờ ông Thầy nói nè, cắt lúa nè, mần cỏ nè, giả gạo nè, đều tu được hết, yeah. Là chỉ trong tâm niệm Phật. Hai vợ chồng anh gì nó quá quên tu, anh Hành Sanh anh nói lại hai vợ chồng mới ngoéo tay tu. Tới chừng ổng trồng cải đó là khuya ổng đốt nhang cúng, thì tới giờ đội cải đi bán, ba đi dọc đường ba khóc. Anh Hành Sanh nói sao tiếng đội cải đi khóc, tôi với ổng méo tay tu mà giờ tôi đổi cải đi, ổng bận áo dài ổng cúng nên tôi buồn tôi khóc. Anh Hai Sanh nói trời ơi thiếm vậy còn lời hơn chứ. Bà hỏi lợi gì, ra bà bán rẻ chút người nghèo bà cho bà được phước báo hơn ổng. Bà nói hồi gì à, bà nói thôi kỳ này tôi nghe anh Hai dạy rồi tôi chưa thua ông đâu. Tôi vừa niệm Phật mà lại vừa làm phước luôn, vừa đi vừa bán rẻ cho người ta mà nghèo cho người ta nữa. Đã là rồi Thầy nói tu hiền ra đó bà niệm Phật bà nguyện bà cúng Phật cũng chính vậy, yeah. Anh Hai Sanh nhắc tới đó bởi vì bà quá mừng, bà nói từ đây sắp tới tôi chưa thua ông rồi. Ông ở nhà ông cầu nguyện đó mình ông ha. Vậy đó đó. Rồi rồi anh em đồ anh Hai Sanh mà lần xuống cho tôi á giữ trời á, anh em đồ mừng cũng như mà ruột thịt, rồi ở chơi rồi rồi nhắc nhở rồi này nọ. Nội nói xin lỗi á mấy ông, thấy ông Hai Sanh rồi mà tôi nói ổng không được là khó ai được. Để biết cái tánh ông hiền, ai hỏi mà tu ổng nói cũng được, hỏi lập gia đình ổng cũng được, bởi mấy anh nói ông già hai là ông già cũng được. Muốn tu ổng cũng nói cũng được, muốn lập gia đình cũng được, còn ổng thì đức cô thân
không vợ cũng con không gì hết. Đúng mà rồi. Đi tới đâu anh em con cháu nó mừng còn hơn là cha nó nữa. Không thấy không? Vậy là tu dễ quá không ha? Thầy dễ. Đi đứng nằm ngồi. Đức thầy nói định tâm thần như mặt nước hồ. Cái mặt nước hồ đâu có sống hả quý vị? Thầy đã dạy đó. Suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất lòng tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Thầy dạy rõ ràng. Việc tu tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Câu này hay quá. Đó vậy? Trong quyển tư ấy, ai mà không nói câu coi mà không có hai câu đó tu chịu. Bởi mình coi giảng rồi để ý từ câu, rồi mình lo vậy đó. Vậy là thầy nói tu không có khó. Hả? Nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu thôi à. Lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Rồi thầy nói ông mà ông nói muốn nói ông gì cái gù ông Thanh Sĩ đó. Ông nói đó là đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng nhớ Nam Mô, ngủ cũng ghi sáu chữ, đứng cũng ngồi nhớ A Di, ngồi cũng ôm Phật tự, thực lạc muốn giảng sanh cứ y hành như thử. Đó, thầy nói đi đứng nằm ngồi. Còn trong cái bài mà Cõi Tây Phương đó thì cũng nói cõi cực lạc sen vàng trực sẵn, chờ những ai có đặng chí bền, nằm ngồi đi đứng đừng quên, Di Đà luôn niệm được lên tòa vàng. Thầy ông Thanh Sĩ cũng dạy, đồ Đức Thầy cũng dạy, mà đến Phật cũng dạy có y nhau. Thì mình ráng mình hành. Có bao giờ tôi nói hồi đó tôi 99 kiếp kiếp hiền mới được thành Phật. Thấy không? Bây giờ thầy nói đời này Phật ăn xá, niệm Phật một tiếng thì Phật còn bù 10 câu. Thấy không? Ông Thanh Sĩ cũng nói để cũng có biết pháp, ha? Phật trời ăn xá. Bây giờ mà thầy nói rõ ràng cho biết chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng mà thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Chớ rồi mà bây giờ mà mình không trồi lên nó xin lỗi, không biết mình chừng nào trồi lên được. Được mấy ngàn năm mới có Phật trời ân xá một lần, chứ không phải mà như nhà vua cũng vậy, năm mười năm mới thả tội một lần. Ân xá. Còn bây giờ mà Phật ân xá mà mình không tu được rồi khó mong trồi lên. Bởi tôi con tôi gì hồi đó tôi tu hiền con, từ 6 tuổi xuất lên tôi bắt sách tập hàng đây cúng tập thể, tôi đọc con tôi đọc theo rồi cúng lại vậy đó. Thành ra con tôi bây giờ đứa nào cũng biết tu hiền hết. Tu mừng. Vậy là cả hồi đó con về đây con thấy sớm này vui lắm. Lúc bác Hai như sanh về đây đó, vui cái sớm này rất là ông vui. Ông thấy con cháu rồi về chiều cúng ẩn ra không phải không. Ông bắt buộc mà đâu quá nhỏ lớn giờ ông bắt cúng ra. Tôi nói tôi thương con tôi mới dạy nó cúng lên này à. Ông già tôi hồi đó ông làm hội trưởng Hòa Hảo đó ha. Khi mà ông già tôi chết 3:15 chiều bữa 29 Tết mình á, tới ngày 30 tôi chôn cất anh em đồ cầu nguyện đó nha, thì tưởng tình đồng đạo á. Một lần á cái sân này với cái nhà này cứng nhắc, mà rồi mà tớp này tớp khác á, cầu nguyện vậy đó. Bởi ông già tôi đó chết bữa 30/29 qua chiều 30 tôi 3 giờ tôi chôn, thì 7 giờ đó đây không có giường có ruộng không, ai thấy cũng thấy hết, anh em tôi cũng thấy, thì tự như lớn hơn cái đèn ở ta từ phương Tây đi ngay tới cái mộ tôi,
ông già tôi độ bề cao chừng 4 thước. Ngừng đó tới 4 giờ sáng thì cái ánh hào quang này sắp đi về Tây, thì có cái hào quang bằng cái chén đi theo. Thì tôi mừng được cắt Đức Phật trùm rước ông già tôi rồi. Đức Phật, tức là ông già tôi là Đức Phật trùm nuôi. Dạ đó. Ông bữa nó rảnh thì ông phải kể cái lịch sử mà Đức Phật trùm, mà có nghĩa là bà Đức bà là nằm mộng thấy. À, tại không có sinh con á, không sinh con ông được. Ông nội tôi 40 mấy tuổi rồi mà không có con. Rồi mấy người chị vợ em vợ rồi mới biểu nói có Đức Phật trùm ở tại núi Tà Lôn, Sóc Lương Phi, kêu người trèo lên. Thì ông nội và nội tôi cũng nghe, mới người ta trèo đồ đi lên tới là thì gặp Đức Phật ngồi giót nang. Rồi ông nội tôi mới nói tự sự bạch Phật cho tôi đứa con đang nối dòng. Đức Phật dòm nói số nhà ngươi hiền quá, vợ chồng nhà ngươi hiền mà số không có con, tôi cầu xin để Phật cho một đứa nối dòng. Thì Đức Phật lấy giấy vàng vẽ bùa bóng về biểu tới nhà, nấu mâm cơm chay rồi để giấy vàng đây để chiên hương lên, không? Rồi còn một miếng để trên áo gối. Bà nội tôi nằm thì thấy hiệu nghiệm. Thì bà nội tôi về làm y vậy. Bà nội tôi nằm chiêm bao, thấy Đức Phật ở trên ẵm đứa nhỏ xuống, nó cho con thằng nhỏ nè nữa nối dòng. Thì bà nội tôi quá mừng khè tay vừa ẵm thôi giật mình thức dậy đó. Mấy là sanh ông già tôi. Rồi 5 ngày mà bú không được. Mấy người chị em của bà nội tôi xuống thăm, rồi nói Đức Phật trùm đã về tại chùa ông dưới thống nốt chút đó. Đấy, rồi ông nội tôi nghe mấy bà cũng đốc mướn chèo lên, ra lên nữa đâu có mấy móc như vợ. Chèo lên rồi gặp Đức Phật trùm cũng lương rất nang. Rồi ông nội tôi mới lợi xá Đức Phật rồi nói tự sự Phật cho tôi đứa con mà sanh 5 ngày rồi nó bú không được Phật. Ông nói đồ vậy mà mày cũng mắc trở lên nữa. Lấy cái mát nè, ra chặt mũ xương rồng tha vô nó, chút nó bú chứ gì. Ông nội tôi cũng sợ nó lỡ gần chết chẳng tha ngoài mẹ này nè. Mà thiệt chút cái rồi ông ơi, ông già tôi bú được. Ông có hiệu nghiệm không? Phật nó hết tha vô chút nó bú, thiệt đấy. Vậy là ông sinh ra tới lớn lên ông tịch năm mấy à, bao nhiêu tuổi? Ông già tôi chết có 67 tuổi hả? 67 tuổi hả? À, mà ông tu hiền rồi ông chết thì tôi thấy mà được ánh hào quang vậy đó nha, lòng mừng không biết bao nhiêu. Bởi tôi ông già tôi kể lại là Đức Phật trùm nuôi. Yeah. Đó, nên mới được như vậy. Khi mà Đức Phật trùm xuống, ông nội tôi với ông già tôi mới 12 tuổi rồi, biết đi dở trà rồi. Cái rồi gặp Đức Phật trùm xuống, bà nội tôi mừng quá, dạ ra xá Đức Phật rồi thỉnh vô nhà, vô trà bánh đồ cũng đem ăn. Rồi Đức Phật lên võng nằm, nằm nghỉ một hơi, cái hỏi cái búa đâu con. Rồi bà nội tôi nói dạ bạch Phật, lấy búa chi Phật cậu, thì bay đưa đây tao. Biểu ông chồng bây giờ biểu nó lợi nó giác tre với tao, tao cấm cho nữa nè con cháu ăn. Thì hồi bụi tre gần miễu nổ thần đắng đó, bụi ra chim vậy nè. Phật đốn 4 cây rồi rút đàng hoàng, ông nội tôi về Phật mới biểu đi giác theo nữa. Ông Phật cấm mà trên đất đó 1 cây, cái ra ngoài trụ đá ngoài Đức Phật trùm cấm 1 cây, qua bên kinh cấm 1 cây, ra cái rành đất giáp rành làng Phật cấm 1 cây nữa. Nói cho bây đó nữa con cháu ăn đó mà tu hiền.
thiệt bây giờ đâu mất mất chỗ Phật cho còn y. Dạ. Còn nguyên không, đất đai xung quanh này con à, cháu còn nguyên ha, năm mẫu còn nguyên ha, à, còn nguyên, chỉ có bên kinh thì tổng đàn cho lấy hết 47 cái gia đình, mỗi cái gia đình công hơn công là không bởi hết là mất hết gần 6 mẫu đất rồi đường lộ rồi nữa đó. Rồi bên đây không mất, anh đâu có còn gì, bây giờ nó bán ra nền nhà 200-300 triệu, mấy người mua họ biết đất, biểu tôi ký tên này cho vài triệu uống cà phê, tôi nói thôi anh em biết vậy tôi rất cảm ơn, chứ nhưng tôi không có đòi hỏi, mà mấy nó lấy 200-300 triệu tôi có 2 triệu thôi, anh em ta bán mấy ông mua đi, tôi không có nói gì hết chứ không ký. Ông coi ký lấy có 2 triệu bạc rồi nữa, là mình muốn nói rồi ăn tiền của người ta làm sao nói được. Yeah. Ờ, biết chừng nào mà được ông ơi. Yeah. Đời sắp hết rồi. Yeah. Cầu đây là tôi giái trời Phật độ cho con cháu rồi, tôi nó biết tu hiền tôi mừng hơn hết thôi. Quý rồi, vậy là ông bây giờ là ngon rồi đó. Hồi xưa ông đi làm từ thiện, làm bắt cầu bồi lộ, bây giờ lớn tuổi thì ông ở nhà ông niệm Phật. Ông làm cước ra tại nhà. 90 tuổi rồi, giao đất cho các con trai giao trước, còn con gái còn giữ ở trong có 7 công. Thì 4 đứa con gái, bây giờ phải nhận. Đặng mà tao nghĩ chứ, tao theo tao giữ đất nhiều hoài rồi, tao mặn hoài sao, tao biết tao chết chừng nào. Nếu mấy con mà không nhận á nha, là tao bán tao lấy tiền tao cho, mà bây không nhận nữa tao đem ra bố thí hết à. Yeah. Tới đó nó mới chịu. Yeah. Thành ra năm nay nữa được 7 năm tôi không mừng gì hết. Tôi lo anh em tới mừng, hay là ta đau, ốm, công chuyện gì cũng bỏ lo kiếm thuốc hết. Đó, rồi tôi giúp cho bà con, mà tuổi tôi bây giờ 97 tuổi rồi, mà trời ban cho tôi không lãnh lộ, còn bình tĩnh, vậy là tôi mừng lắm rồi. Hồi xưa thì ông gặp nhiều vậy, mà ông có gặp ông Hương Bộ Thạnh không? Không có gặp. Không có gặp ha? Không có nào. Mình biết thì nói, chứ bà Ký Giỏi có gặp. Có gặp ha? Bị gì? Bà qua Lê Dung với bác Tư tôi đó. Yeah. Bà lớn người đen mà điện rộng. Yeah. Bà tướng bà như đừng ông vô mơ. Yeah. Bà nghe nói ông Ký Giỏi sau này tinh tấn lắm hả? Tinh tấn. Ông Ký Giỏi nghe nói tinh tấn. Bởi vậy thầy ở rồi ổng lo viết bài nguyện rồi cho anh ta. Viết ra hả? À, trong... Rồi bữa đó bạn gửi nước trà đồ ngon. Chính là ông vừa rửa tách rồi nấu nước, rửa bình chăm, mời thưa chưa kêu bằng thầy, thưa cậu Tư uống nước, thầy bưng thầy thất vậy một cái, thấy không? Theo mình bây giờ vậy mình cũng bực, mình mời không uống thất, thầy hết rồi thầy nói sẵn dịp ông cho tôi ly nước, tôi chữa kho xăng 20.000 lít đường cháy chữa. Thì ông Ký Giỏi chưa tin à, đức thầy nói ông đem ra đi, tôi với ông đi lên đó thì biết đấy. Thì ổng ra đem xe ra, đức thầy nói thôi tôi lái cho. Đức thầy nói ổng được, cậu Tư ơi để tôi lái. Ổng chạy sao bà già nó đã quá đi cái rồi, đức thầy chụp tay ông Ký dặn qua tránh khỏi bà già. Thì ông Ký ông mới phục rồi. Lên tới đây rồi, mấy người đó xúm hỏi mừng. Sao mới cháy kho xăng mà trời mưa xuống tắt mà thơm nước trà ngào ngạt ông ơi. Tới chừng đó, ông mới biết là đức thầy nói dù nhờ ông cho rót nước trà mời thầy uống, thầy chữa cho kho xăng. Tới đó ông mới tin. Tới chừng về, ông mới mời cái ông nói với bà Ký, bà đi mua bông đồ rặng tôi đặt bằng, tôi xin đức thầy cho tôi quy y.
cái rồi làm sẵn ở trên đặt bàn hương án rồi, hay nhờ thầy cho con quy y, chứ đó giờ thầy về đây ở với con lo viết bài cho anh ta không, chứ còn tôi thầy chưa cho quy y. Thầy nói khoan nó không ký, để 3 ngày nữa có bạn ông về rồi phải quy y luôn đó. Cái rồi tới ngày cái sáng thầy kêu bà ký, bà ký đi mua đồ về đặng ông ký đãi khách ngang, 3 giờ chiều có khách. Cái rồi bà ký nói dạ thầy con đâu có thấy ai đâu mà thầy biểu mua đồ chiều đãi khách, thì bà cứ mua đi, 3 giờ có khách. Đúng đồng hồ gõ 3 giờ hàng rào xe có hàng cửa ông ký giỏi có hàng rào bóp kèn tin tin tin, ông ký ra mở cửa vô thì 2 người bạn đồng học ở bên Pháp hay về thăm. Rồi vô đãi ổng rót trà đồ bánh đồ mời đức thầy với mấy ông đó ăn bánh. Rồi mấy ông đó mới nói nghe bà ký nói đức thầy của bà ký đó nói tự sự đó, rồi mấy ông cũng tin mà chưa để coi. Mấy ổng mới hỏi giờ thưa ông Tư, bây giờ đời người ta hồi đó đó ông Khương Thượng ông đánh lá phép mà đưa 800 người qua Tây Kỳ, còn bây giờ văn minh bóng đèn vậy đó, ông có thế nào ông chỉ mà khỏi mở cơm tắc mà cháy không? Không, đứa thầy nói được, thôi mấy ông làm trước đi, mở cơm tắc đèn cháy, mở cánh quạt đèn đồ cháy. Thầy nói thôi mấy ông tắt đi, mấy ông dùng cơm tắt, còn tôi thì tay tôi chỉ nè, nó quạt hơn mấy ông hồi nãy nữa. Thầy tới mấy ông đâu có tin, tắt hết rồi. Thầy nói giờ tới tôi, thầy chỉ cái bóng đèn nó sáng gấp mấy lần hồi nãy, rồi thầy chỉ cánh quạt, quạt cong xuống ở trên. Mấy ông nói thôi ông Tư ơi, ông tắt giùm để có tai nạn tới giờ. Ông thấy không, phép thật vô cùng linh. Quá vậy hồi xưa, vậy là sau đó làm lễ quy y luôn ha. Rồi mấy ông thấy vậy rồi mấy là xin quy y. Thì đó đó có ông ký tu có 3 tháng thành chánh quả đó. Ông đem giấy đất vườn gì ra pháp đó, ông giao nếu mà đức thầy có làm bạo rộng chánh trị gì thì ông giao nhà cửa đất vườn hết, tay mới nhận. Ông thấy không, ông bố thí cái gì, bởi ông tu có chưa được 3 tháng ông thành đạo. Cho bả biết là 11 giờ bả thành đạo rồi, ổng thật cúng thời trưa rồi, ổng chắp tay ổng ngồi gì rồi là ngước lên đi, ông thấy thành đạo chắc ăn 100%. Nghe ông dám bố thí hết tài sản gì không? Ông biết trước 3 tháng hả? Ông nghe nói biết trước 3 tháng luôn hả? Biết trước 3 tháng, đúng ngày giờ đó là ổng tắm rửa rồi vô ổng cúng lại, ổng ngồi niệm Phật ổng đi. Đức thầy cho ổng có bài Hào Quang Chư Phật ở mười phương đó. Bởi vì mấy đệ cũng biết, như tôi cũng coi, mấy đệ cũng coi là tín đồ của đức thầy, mình tìm tỏi ra đức thầy nói suy nghĩ nét chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Cái bài mà đức thầy gửi cho ông Trần Văn Sói và Nguyễn Giác Ngộ, ông coi thầy viết chữ hát đây đâu có thật. Thầy gạch 2 cái rồi thầy ở đây viết chữ hay, hay hát hay. Là cái nghĩa lý đó là giữ mà mình không hiểu. Chứ thầy ra 5 quyển giảng thầy chưa có bôi xá 1 chữ, mà giá gì có 48 chữ mà thầy viết ở đây chữ hát nè, đây chữ hay, rồi mà thầy còn gạch chuyện cái nữa. Là cái nghĩa lý đó mà đều mình không hiểu. Bây giờ anh em lấy sám giảng coi cái 48 chữ đó coi thấy biết rồi coi. Vậy là ông ký giỏi được đức thầy tặng cái 4 câu đó quá hay. Con thích cái 4 câu đó đó. Để đâu rồi, để đọc coi. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường.
chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Đó. Thì khi mà con đi ra cái mộ của cô Ký Giỏi á, con khắc bốn cái câu đó trên mộ của cô Ký Giỏi á. Dạ, hiện giờ còn khắc trên đó. Bởi vì tôi nói đó ha, bà Ký Giỏi thiệt là có duyên. Nếu mà ông cha mình đã chết mà về kêu bà Ký Giỏi nó Phật xuống lần này lần chót mà con không tu á, thì nữa tiêu ngang con rồi. Ổng gầy mà cô Ký dám ướt gối cấp ướt rồi mấy là xin phép ông Ký cho tài xế chở đi lên đó, đó. Tính đi về bảy núi đồ mà người ta chỉ ra là ở mà kêu gì đây như không có quên đó, thì có ông đó nói là ông phải nhìn nữa không giống nữa, rồi ta nói chỉ vậy thì thôi bà xuống hòa hảo. Có ông Tư đó trẻ tuổi mà ông nói đạo rất hay, bà mới mừng xuống chợ Mỹ Lương đó, bà mua là trái cây đồ đặng xuống. Thì biểu tài xế chạy thì thầy đứng tại cửa ngõ bà thấy rồi, bà biểu tài xế ngừng ngừng rồi bước xuống mà xá đức thầy rồi mà khóc khóc quá thì biết rồi chạy vô tới bà nội đức thầy nói bà hỏi vậy chứ ai mà khóc dữ vậy, rồi đức thầy nói cháu ông Tư à bà khóc ơi. Đó, ông thấy không, rồi thầy biểu thôi nín chớ khóc hoài sao, bà nói nín khe rồi đi rửa mặt rồi vô ở 4 ngày mới về. Ông thấy là thấy y như ông già, ông dẫn tới hồ sen thấy hình đức thầy đứng trên hoa sen y như vậy mà ra đức thầy đứng ngay cửa bà thấy rồi, bà nói mình không có cái kể gì mà bằng, cũng như mà gặp cha mẹ mình chết rồi mà đấy sống lại. Bà kể lại nghe thiệt là không có nghe ha, mê. Nghe mê thiệt chứ, ông kể con nghe con còn mê nè. Tôi nói ông bà mình mà chết mà được như ông già của bà Ký Giỏi quản ké tu trên, bằng chứng là ông già tôi nè chứ không ai. Chết ông già tôi chết rồi tôi rủ ông anh tôi chứ tôi chứ con em tôi là Út Lộc An Tường, cái rủ anh Tư tôi nữa, anh nói mấy chú không mần, còn tôi mần mắt công chuyện nuôi con đồ không ăn được, cái bọn tôi ăn 5-10 đêm ông già tôi không kêu không rầy, nó mày lớn mà tại sao mà hồng mẫm nó ăn được mà mày không ăn. Ông rầy riết rồi ổng vô ổng thật ổng nói đi, ổng bị rầy uổng mấy nhiều lần quá rồi, thôi giờ tôi ăn theo mấy chú để ông già cũng rầy quá trời rồi mới ăn. Với tôi nói như ông cha mình mà chết mà trở lại kêu mình tu vậy đó, chắc chắn là ai cũng quản ké mà tu hết đó. Tôi nói thiệt như bà Ký đó, bà thấy cha mẹ mà rầy vậy rồi biểu đi là nó Phật xuống kỳ này là kỳ chót mà con không tu đó, tiêu ngang con nói rầy đó. Bà mới có duyên chứ ổng mà bà ở dưới thức thầy ở Hòa Hảo mà làm sao không biết, thấy không, ông thấy coi cha mẹ ha. Kêu mà lúc đó là Bạc Liêu mà. Như ông già tôi cũng biết nè, ông già tôi ham lên đi Hòa Hảo rạn kiếm đức thầy lắm, không biết đường đi. Mấy ông già hồi đó thấy ông hiền, còn sao tôi đây 14-15 tuổi mà rủ với nhau 8 thằng chạy đây nó trển sáng đi chiều về. Ông thấy còn quá rồi, mấy ông già nó thiệt quá hà. Chứ sao không biết đây chơi tới Long Xuyên đi rồi hỏi đường nào lên Hòa Hảo thì phải chỉ chứ vậy. Mà thiệt ông già tôi muốn đi lắm, tôi nói thiệt có nói có không mồm ông mà ông không biết đường đi. Ông thành tâm ở nhà thầy cũng độ mà thì thầy có dạy đó,
quy y tại nhà thì thầy cũng kính cho. Dạ. Rồi hồi đó bằng thông thiên vậy đó, rồi cha mẹ con cháu rồi xuống quỳ đọc bài quy y đó rồi tu. Dạ. Luôn tới giờ. Bây giờ ông sao có gì ông nhắc nhở cho Châu Phú, Vũ và Hảo nè, mấy đứa cho nó cũng còn đang ham tu nè. Ông nhắc mấy câu nào khuyến tấn cho nó mạnh mẽ nè. Khuyên anh em, bây giờ theo tôi nghĩ đó, anh em cứ y theo Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đề, Bát Nhẫn, rồi phải làm sao mà phải giữ tám điều răn cấm. Đó, thì chắc ăn. Thành thập thiện đó, chưa? Thầy có dạy nè, đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí, trì trai, giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở rút can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thói hư với tật trời, trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Thì tới đó thầy đã dạy đủ hết trơn rồi, Đức Phật dạy pha cho mình là pháp môn tịnh độ, thầy nhắc lại trong quyển Phước Thiện đó. Thì bây giờ anh em, ngoài ra thầy nói rút trong các lực các kinh, tùy lòng không ép mà in giảng này. Thì tôi thấy Đức Thầy dạy anh tính muốn tu giải thoát, Đức Thầy rút quyển là Khuyến Thiện. Rồi sau trong bài quyển tư thầy nói đó, muốn giải thoát kêu quyển thứ tư, giác mê tâm tệ. Thì bây giờ anh em thầy nói mình bây giờ ráng mà lực lo, dầu Đức Thầy giáng mạc chứ thầy nói thầy đi sao về dễ. Mà thầy giáng mạc năm nay là 76 năm rồi, không biết chừng nào thầy trở lại. Thầy nói ít lâu ta cũng trở về. Hồi nãy ông bảy nhắc là tiên cảnh thoát ly, tiên cảnh Phật đại, tiên cảnh thoát ly tiền bát kỷ, cái chỗ đó là 100 năm đó. Chỗ ông bảy nói tôi nói rồi mà mình không biết nha. Cái đó tôi nói nếu thầy mới viết quỳnh danh tự thế gần sanh chúng, bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu. Tiên cảnh thoát ly triền bá kỷ, năng tầm Phật lý rạch từ câu. Phải không? Duyên là hết từ câu, quay hùng chấm động một góc trời, bủa đức ra kinh rải khắp nơi, cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nương khác phàm phu ngõ đợi thời, quỳnh danh cơ thẩm đáo trung đàn. Thấy không? Cơ thẩm đáo trung đàn, tự giác âm thầm kiến tiên bang, bửu ngọc sơn trung kỳ hương chí, là bốn chữ bửu sơn kỳ hương á. Tứ hải bất hòa khởi liên gian. Mà không biết Đức Thầy nói tiên cảnh thoát ly triền bá kỷ là 100 năm, mà theo Đức Thầy tuổi Đức Thầy năm nay là 102 năm. Mà bởi vì nắm anh em ta nói gì chứ tôi sợ Đức Thầy nói từ ngày mà đạo. Đức Thầy mở đạo dạ. Thì tới đó là 100 năm, mà năm nay là 84 năm rồi. Dạ. Thì tối đa 16 năm nữa mấy ông này còn á, tôi già. Ông cũng còn nữa. Chưa chắc tuổi ông cao, tử lớn rồi. Tuổi già sức yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve thấy rộn ràng. Lắm rộn ràng. Lắm rộn ràng. Lắm rộn ràng. Lắm rộn ràng. Tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Bởi vậy tôi nói giờ mà không, tôi không có lo. Tôi bây giờ nói thiệt với đệ là tôi còn để nè, con tôi may bộ đồ mà ba, một cái áo tràng, đôi vớ, đôi bộ bao tay cho tôi sẵn, đằng nữa mà tôi có già rồi tôi lấy vợ rồi
nhờ ơn Đức Phật gia hộ cho tôi được tỉnh táo biết chắp tay niệm Phật gì là tôi hết sức vui mừng. Mãn nguyện ngày 27. Nhớ ông cho mấy con hay với nghe. Chưa dám hứa. Biết phước mỏng nghiệp dày. Chừng nào được tỉnh táo thì cho hay. Cho hay. Ông ký giỏi biết trước 3 tháng, ông 2 tháng cũng được. Không được. Ông mình bì với ông thì giỏi biết sao mà ông ký giỏi mà ông giảng sanh mà cái ông hội đồng điều không ai nhắc đến không? Ông 7 thì biết. À, đây nè, đồng điều quá, không có đồng điều, không ai nhắc đến luôn. Út Kiệt này để biết ha. Dạ biết. Ông biết ông hai từ tâm, dạ. Ông biết ông cứu từ đồng đạo, ông chết. Còn ông Út Kiệt, ông biết ngày giờ đó ông nói anh em đồng đạo không đi được, tuần sau ông đi mới được. Ông thấy không? Dạ. Khó lắm. Dạ. Rộng quá cũng không được. Dạ. Ta hay cái rồi nó lợi nó phá mình. Đó một